Nói chung là cũng có cái phần phước mới được. Chứ không có phần, không có phước là dễ gì đâu, ai muốn trúng số cũng được ha. Phải có gieo, có nhân, có quả. Mình không có trồng, mình không tiếp trước, mình không có cúng dường, không bố thí, rồi kiếp này thì mình làm sao mà có. Mình thấy người ta trúng số thì mình cũng ham đó, nhưng mà mình cái gieo cái nhân mình chưa không có trời, mình trên cũng như mình bỏ ống, mình chưa có gieo duyên vô ấy mà làm sao có được. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chứ đâu phải. Dạ số đầu bây giờ cũng không trúng nữa. Bởi vì người ta có gieo, người ta có trồng, trồng đậu mới có đậu, trồng đậu mới có đậu ăn chứ. Dạ đúng rồi. Con cái ghế ngồi cái bà con rút ra. Trồng đậu mới có đậu, hái đậu được chứ trồng đậu mà biểu hái cà sao hái. Chứ đâu phải dễ. Không phải dễ ăn của nhà nước không có mua bán ra cái trúng nó hết đó. Nhưng mà đều không ngượng gì không trúng, người khác cũng trúng. Nhưng mà mình là không có cái duyên, mình không có trầm thì mình không có hưởng thôi. Chứ không phải là nhà nước bài với số ra khó ăn, không phải. Hơn người gì không trúng cũng người khác trúng, cũng có không người này trúng, người kia trúng ha. Nhưng mà do cái duyên mình không có trầm thì mình sao mình hưởng được. Hả? Bác ơi gọi em cái bụng sẽ lép thì có tập luyện cái gì không? Phải, tại chú Tấn ăn kiêng đó, thành ra nó vậy, tu cũng vậy nữa, cũng đâu có bụng đâu nè. Còn nhiều người cả tu mà cái bụng hả, nó chặt bé luôn á, đâu có ăn tùm lum tùm la như người ta. Mô Ma Di Đà Phật, con kính đại đức thánh mẫu Đức Phật Bà. Đèn trời soi xét hôm nay với lòng thành kính lúc 5 giờ sáng con về miếu thành thành tâm nguyện xin Đức thánh mẫu Đức Phật Bà. Đèn trời soi xét xin ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con một tẩy sâm may mắn, một tẩy sâm cầu cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần, ngày 25 ngày 25 tháng 3 năm 2024 âm lịch là ngày 16 tháng 2. Và nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đền trời soi xét xin độ ban cho một thầy sâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đền trời soi xét xin ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con một thầy sâm tốt, một thầy sâm may mắn, một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Thánh Mẫu ban cho một thầy sâm tốt, một thầy sâm chính xác có được cái lộc để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái ân đức của bà độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Số tài sản con cũng vừa đắc được, con có vào trong công trình lễ. Con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin độ cho số tài sản này có cái lộc ngày thứ hai đầu tuần trùng khớp với là thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Bắc, miền Trung. Nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin điển độ cho bà số bà con được hưởng cái lộc từ số tài sản này. Con cũng xin đón nhận số tài sản. Số tài sản là số 82. Con xin Đức Thánh Mẫu độ cho bà con cô bác được cái lộc số thầy sâm 82. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu đèn trời soi xét con cũng vừa xin được số thầy sâm 82. Con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà các vị long thần long thiên hữu miếu độ cho số 82 có cái lộc lớn trùng khớp với miền Nam đại thành phố Đồng Tháp Cà Mau thứ hai đầu tuần ngày 16 tháng 2 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin Đức Thánh Mẫu ban cho số thầy sâm này được cái lộc lớn để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái ân đức của bà độ cho số 82 có cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Xin cho con xin được thánh keo. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà độ bà ban một lần được thánh keo ha. Số 82 một lần được thánh keo nha bà con ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng xin bà độ cho bà con cô bác anh chị em trên kênh. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà độ cho số thầy sâm 82.
có được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần để cho bà con cô bác trên kênh của con hưởng cái lộc lớn ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà hôm nay lúc 5 giờ sáng thì xin bà linh thiêng bà độ cho bà con cô bác ai cũng được cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Cho con qua bên miếu kế bên, con xin năm mẹ ngũ hành thêm một thể xăm mới để cho bà con có thêm cái sự cái lựa chọn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó làm được gì thì được đó chị, mà theo nó làm không được gì thì em cũng kêu thôi, mày nghĩ gì ta mày ra rồi cứ tới nè cái đã. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu. Hôm nay lúc 5 giờ sáng con về miếu thành phố Cẩm Hương, nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đang đợi soi xét, năm mẹ ngũ hành đậu cho một thể xâm tốt, một thể xâm có cái lộc ngày thứ hai đầu tuần, ngày 25 tháng 3 năm 2024 âm lịch là ngày 16 tháng 2. Xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu chứng minh, xin ban cho đặng một thể xâm tốt, một thể xâm cầu cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Nam có đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Trung, miền Bắc, xin bà độ cho một thể xâm tốt. Nam Mô A Di Đà Phật, để giúp cho bà con cô bác trên kênh của con tham khảo như tài liệu số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúa thể xâm dương, đây là số thải sông dương, con quay vào trong con trình lễ, con xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần Long Thiên ngộ miếu độ cho số thải sông này cầu được cái tài cái lộc ngày thứ hai đầu tuần, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, đèn trời soi xét, xin ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin trình lễ xong, con xin đón nhận số thải sông. Số thải sông là số 81 281. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Số thải sâm là số 81. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng cúi đầu đảnh lễ xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu đèn trời soi xét, con vừa xin được số thải sâm là 81. Con xin Đức Mẹ Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, các vị Long Thần Long Thiên hộ miếu độ cho số thải sâm 81 có cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Xin cho con xin được thánh keo để bà con biết, bà con tham khảo mua tờ giấy số, xin ban cái phước cái lộc này rực rỡ. Miền Nam có đài thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, đương có miền Bắc, miền Trung, xin Đức Mẹ Phật Bà độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Một lần được thánh keo bên con. Một lần được thánh keo ha, giác lại hôm nay giác lại xin Đức Thánh Mẫu cũng một lần được thánh keo, giác lại xin năm mẹ ngũ hành cũng một lần được thánh keo. Hôm nay bà con cô bác anh chị em tham khảo ngày thứ hai đầu tuần ha, 281 282, đại thành phố Đồng Tháp, Cà Mau, ngày thứ hai đầu tuần 81 với 82, rất là đẹp cho bà con ha. Mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn, biết đâu phước đức nhân duyên thì bà con sẽ được cái lộc ngày thứ hai đầu tuần nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự giác lợi, cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, năm mẹ ngũ hành, Đức Cầu Hoàng Thượng Đế, xin ban cái phước cái lộc cho bà con cô bác thành kênh. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chuông rồi má, hội chuông rồi má. Xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà, Đức Thánh Mẫu bà cố đèn trời soi xét, xin bà thương bà độ cho bà con cô bác trên kênh của con bước qua tháng mới làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi. Xin bà độ cho Bùi Thị Tím tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ, quan gia quá giải. Xin độ cho Lê Văn Lụa sinh năm 1968, sinh năm 1968, Nguyễn Văn Lụa sinh năm 1968, Phú Giáo Bình Dương tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Lê Thị Thúy Nga sinh 1976, quê quán Sóc Trăng, quan gia quá giải, nghiệp chướng tiêu trừ. Nguyện xin bà độ và ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều điều may mắn thuận lợi trong công việc. Xin bà thương bà độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn hàng ngày, ngày thứ hai đầu tuần. Số thải sâm là số 81 và số thải sâm bà độ và ban cho số là 82 282 282. Xin bà ban cho về chính xác để cho bà con cô bác ai cũng được hưởng cái lộc ngày thứ hai đầu tuần. Nam Mô A Di Đà Phật.
Bà con xin bà thương bà độ và ban cho bà con cô bác ai cũng được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ hai đầu tuần. Nam Mô A Di Đà Phật. À, xin bà ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin bà thương bà độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng lộ luôn hả sao bà Tân? Nằm sát lộ luôn hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lại Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị Long Thần, Long Thiên hộ miếu chứng minh. Hôm nay với lòng thành kính ngày rằm, con về miếu thắp nén thăm hương, cúi đầu ngưỡng bái bạch Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, các vị Long Thần, Long Thiên hộ miếu, xin ban phước ban lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, trên kênh Giác Lợi Vlog cũng như trên kênh Thần Tài Giải Trí. Ai xem video thấy được kim thân của Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, sanh tâm quan hỷ hướng về Tam Bảo nguyện cầu xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế che chở độ cho ai bị tâm tai phạm thời tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin ban phước ban lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Ai xem kênh với lòng quan hỷ xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh cho lòng thành kính của con, xin ban cái phước cái lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia. Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Tế Tu Bát Ta Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia Ma Ha Tóc Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tác Bạn Đa Phật Về Sổ Đắc Na Đắc Đỏ. Nam Mô Tất Thiết Lật Tỏ Y Mông Ma Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Tất Phật Ca Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cần Trị Hệ Rị Ma Ha Bằng Đại Sa Mê Tất Bà Tha Đô Du Bằng Ai Thầy Dân Tất Bà Tất Na Ma Bà Gia Ma Phật Đạt Đầu Đất Địa Tháng Bà Lô Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hay Rị Ma Ha Bồ Đề Tất Đo Tất Bà Tất Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Rị Đại Dân Cầu Lô Câu Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Đi Ni Tất Phật Ca Gia Gia Ra Gia Ra Ma Phật Ma Ra Mục Đế Lệ Yai yai thắng na ra sam phật ra sa la phật ra phật sam phật ra sa ya uro uro ma ra uro đi ta ra tắc đi tô đô tô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đây đề gia na ra cần đề 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 sắc ni na bà gia ma na ta bà ha tắc đại gia ta bà ha tắc đại du nghe tắc bạn đại gia ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng một cây gia ta bà ha ta bà ma tắc đại gia ta bà ha gia kiết ra tắc đại gia ta bà ha ba đà mấy tắc đại gia ta bà ha nam mô a di đà na ra ra gia nam mô a di đà bà lô cứ đây tắc bạn đại gia ta bà ha An tăng điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta bà hàng tất điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta bà ha An tăng điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta bà hàng tất điện đô mạng đa ra bạc đại gia ta bà ha Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử Pháp Danh Nguyên Vũ Pháp Tự Giác Lợi nguyện đem công đức trì tụng chú Đại Bi hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh xem kênh thấy được kim thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, ai bị tam tai phạm thời tế năm 2024 xem được video này thấy được kim thân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, sanh tâm quan hỷ xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát che chở độ ban cho, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
xin chư thần chư chư vị thần linh ông bà bình gia bình tướng của bà đời đời chúa giác chúng ta các con nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nguyện xin ông bà